Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, ô nhiễm trầm trọng. Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly, ô nhiễm là chuyện xưa như trái đất của thành phố du lịch Đà Lạt. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm không những đã không được giải quyết mà ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Thời gian này, đi ngang qua Hồ Xuân Hương và thác Cam Ly, người dân và du khách không tránh khỏi cảm giác khó chịu khi mùi tanh hôi bốc ngập một không gian rộng lớn. Nước ở thác Cam Ly và Hồ Xuân Hương có màu xanh lạ, màu xanh của tảo lam cùng những xác cá, xác heo, xác chó nổi lềnh bềnh. Tảo lam trong Hồ Xuân Hương dày đặc đến mức ban quản lý đã phải thuê thêm 2 nhân viên dùng cano, máy bơm và các dụng cụ thô sơ để đẩy tảo lam chảy vào lòng cống và trôi về thác Cam Ly. Theo báo cáo mới nhất của Sở Tài nguyên Môi trường của tỉnh Lâm Đồng, thì Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly và Hồ Than Thở chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp trên diện tích 2.800 ha dọc theo suối Cam Ly dài hơn 60 cây số. Báo cáo nêu rõ, chất thải trong sản xuất nông nghiệp khiến cho lượng chất dinh dưỡng trong nước Hồ Xuân Hương tăng cao, tạo điều kiện cho tảo lam và các loại tảo khác phát triển. Nước và rác thải từ các nhà hàng, quán cà phê xung quanh Hồ Xuân Hương cũng góp phần làm tăng mức độ ô nhiễm. Hồ Xuân Hương nay chẳng khác gì một bể chứa rác thải, hôi thối. Hồ Than Thở nằm cạnh làng hoa Thái Phiên nổi tiếng, nhưng khu du lịch này không còn gì để tự hào như trước đây. Khu vực lòng hồ nổi đầy rác thải nông nghiệp, rác thải nhiều đến nỗi ban quản lý dọn dẹp không hết. Cứ sau một cơn mưa tương đối lớn thì rác thải từ Thái Phiên đổ về theo con nước. Những gia đình xưa kia sống bên dòng suối Cam Ly dùng nước suối để giặt giũ và cho gia súc gia cầm uống, nhưng nay họ phải thay bằng nước máy. Rác từ thác Cam Ly đổ về mỗi ngày nhiều đến nỗi ban quản lý than rằng mỗi ngày công việc dọn rác đã lấy hết thời gian của họ. Những ngày này, nước trong thác Cam Ly buổi sáng thì màu xanh của tảo lam, buổi chiều thì chuyển sang màu đỏ của bùn đất và bốc mùi tanh hôi cả ngày. Tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện nhiều dự án chấp vá, tốn hàng chục tỷ đồng để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm tại Hồ Xuân Hương, thác Cam Ly và Hồ Than Thở, nhưng vẫn thất bại. Rác trên mặt thì dọn còn được, nhưng mùi hôi thấm vào nước thì không còn cách nào làm sạch. Các công ty du lịch đã từ chối đưa khách đến tham quan. Đây là hậu quả của đầu tư nông nghiệp ồ ạt trên 2.800 ha đất nông nghiệp mà không có những kế hoạch lâu dài, để đến nay những thắng cảnh thơ mộng ngày xưa của Đà Lạt biến thành những hồ chứa rác hôi thối.